xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng trước một cái căn nhà vườn biệt thự vườn nha anh chị, hai mặt tiền. Và căn nhà này á, thì gần với trục đường quốc lộ 1A. Đường này đi thẳng ra chính là ra trục đường quốc lộ 1A nha, ra đường 835 ra quốc lộ 1A nha anh chị. Căn nhà với giá bằng căn hộ chung cư cao cấp thôi, với 1.450 m² nha, cực kỳ rộng luôn, dài tới 70 m. Và phía trước anh chị nhìn chính là cái phần cổng nha. Phần cổng này chỉ dài 12 m thôi anh chị, chị bề ngang á 12 m nha, nhưng mà vào trong một xíu thôi nó lên tới 25 m. Phần cổng của mình thì có hai bên nha anh chị, bên cổng bự bên cổng nhỏ, và một cái khoảng sân cực kỳ dài, dài 73 m là anh chị, rất là dài luôn. Và được trồng sẵn cho mình những cái hàng cây, cây vú sữa nè, và những cái chậu mai, chậu cây, chậu kiển đồ rất là đẹp luôn anh chị, hai bên luôn, dọc dài hai bên đi thẳng vô. Và xung qua ở dưới này á thì làm hệ thống cống nè, hệ thống thoát nước và ốp đá tự nhiên cho anh chị hết rồi. Hàng rào được làm cao hơn 2 m nha anh chị, 2 m rưỡi đó, dọc dài nguyên khuôn viên đất nhà mình luôn, rất là đẹp luôn đó, rộng thênh thang luôn nha anh chị. Và điều đặc biệt chính là cái khoảng cái căn nhà nổi bật nhất là cái phần căn nhà nha anh chị, căn nhà cực kỳ đẹp luôn. Và có riêng cho mình một cái chỗ để đậu ô tô luôn, làm sẵn cho mình một cái chỗ đậu ô tô luôn nha anh chị ha. Có nhà vệ sinh dành cho khách mời này kia luôn đó. Bên đây á, phía sau á, là hai nhà vệ sinh riêng để cho khách đồ đến ha. Và xung quanh thì cũng trồng cây, trồng cỏ Mỹ hết rồi anh chị đó, rất là đẹp luôn. Và đây mẫu nhà của mình đây, một cái căn nhà biệt thự nha anh chị, ở giữa khuôn viên đất nhà mình luôn, nằm ngay giữa khuôn viên đất. Phía sau thì mình còn nhà mát nè, còn hồ nuôi cá nữa nè ha. Với một cái khoảng biệt thự này thì bề ngang của căn này xây lên tới 25 m lần nha anh chị, rất là dài, và làm 5 cấp đi lên đó, được làm theo tạo khối rất là đẹp nha anh chị, và những cái vật liệu như rất là mắc tiền nha anh chị ha. Rồi đây mình sẽ đi xung quanh cái khuôn viên đất ha, sau đó mình sẽ vô trong cái căn nhà. Bên trong căn nhà thì cũng rất là đẹp luôn nha anh chị, được làm những cái len kép này kia cho mình, vòng bông này kia đồ ha anh chị ha. Đó, nhìn nó hài hòa với căn nhà. Phía sau thì mình có cái nhà mát nè. Đây, không gian mình ở đây là có chòi mát nha anh chị ha. Ở giữa trang trí cho mình quạt luôn. Ở dưới đây thì ốp gạch giả gỗ nha anh chị. Đó, về mình thả vài chục ký cá ở đây thì mình vừa câu mình đem lên đây mình nhậu cũng được nha anh chị ha. Rồi, có trang trí cho mình những cái cây bàn Đài Loan ở đây, và thêm một cái đồi làm những cái cò kè kè Mỹ ở đây nữa nha anh chị ha. Đó, nhìn từ phía xa lại đây, không gian của mình rất là rộng luôn. Xung quanh thì được trang trí cho mình những cái hàng dừa rồi nha anh chị. Đó, một cái hồ cá thật là tuyệt vời luôn. Đó, hồ này cũng rộng cả 100 m² đó anh chị, rất là rộng luôn nha anh chị ha. Đó, khá là rộng đó. Rồi đó, rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại với căn nhà của mình. Nhìn từ phía sau thì những cái hình khối, những cái hộp như thế này nhìn rất là đẹp nha anh chị. Những cái khối, cái dạng khối như thế này thì nhìn cái căn nhà mình rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo nè, thì bên ngoài thì trang trí cho mình những cái bóng đèn ban đêm thì bật lên rất là lung linh luôn nha anh chị ha. Hàng cây và ốp những cái loại đá tự nhiên nha anh chị, đá tổ ong nè nha anh chị ha. Rồi đá hoa cương thì làm bậc tam cấp cho nhà mình rồi đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái khoảng hành lang. Đây, khoảng hành lang bên trên này nha anh chị. Đó, trên thì trần sơn trắng và ốp gạch giả gỗ làm cái giềng cho mình rồi. Đó, ngoài này thì gạch xám chống trơn trượt. Nhìn cái khoảng hành lang này rất là dài và rộng luôn. Toàn bộ hệ cửa nhà này dùng hệ cửa nhôm sinh pha. Đó, rất là dày và chắc chắn luôn nha anh chị. Và mặt tiền thì được ốp lát gạch bóng mờ hết nha. Đó, gạch bóng mờ hết nha anh chị ha. Đây là hệ cửa trượt 6 cánh nha anh chị, hệ cửa trượt ở dưới ầm dưới đất luôn, 6 cánh rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Rồi đây, không gian phòng khách và bếp nhà mình rất là rộng luôn. Một khoảng này, những mẫu nhà hiện đại bây giờ thì khách và bếp nó sẽ liên thông như thế này nha anh chị ha. Đó, có một cái đảo bếp cực kỳ lớn luôm. Ở giữa này thì mình có cái phích cắm điện nữa nè anh chị. Trên thì trần lao phong thạch cao đầy đủ cho mình rồi. Một cái gian bếp nhà mình, bếp này thì mình sẽ tặng luôn là một bộ bếp từ ở dưới, tủ lạnh luôn nha, riêng cái này. Rồi mặt quạt hút ở bên trên luôn. Đó, tủ bếp dưới, tủ bếp trên, thùng đựng gạo nữa nè anh chị. Đó, đầy đủ cho mình. Đó, không thiếu thứ gì, về chỉ lấy quần áo vô ở thôi nha anh chị, còn không mình mua quần áo mới luôn. Đây là không gian kệ tivi. Đó, kệ tivi ở dưới này thì cũng không thể thiếu những cái hộc rồi. Bên trên thì một cái mảng tường xám nha. Đó, rồi có những cái hộc ở dưới này nữa nha anh chị, bên đây nữa nha anh chị. Và một cái bộ sofa,
Phía sau này thì mình có cửa nè để mình đón gió vào cái bộ sofa nhà mình. Rồi không gian bàn ăn thì bên đây, đây anh chị, rất là rộng luôn. Chỗ khu vực bàn ăn này thì được ốp đá nha anh chị, ốp đá khổ lớn hết, những ốp đá khổ lớn và ốp kính đó, rất là đẹp luôn, phong cách luxury nha anh chị ha. Rồi bên đây thì ốp văn gỗ, những cái văn gỗ ốc chó veneer nha anh chị đó, nhìn rất là đẹp luôn, kết hợp với đèn led. À mình có thêm một cái sàn âm nữa nha, nếu mà cô chú nào mà không muốn mà dùng cái bếp ở trên đây á thì có cái cửa nè để thông ra ngoài sau này. Đây ngoài sau này thì mình cũng có một cái tam cấp ở đây nữa, năm cấp luôn nha anh chị đó, thông ra ngoài này đó, có một cái bộ sàn âm ở đây, đi thẳng ra cái lối này chính là đi ra về cái phía gara ô tô nhà mình đó anh chị. Đây ở đây thì mình sẽ có hai cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cho khách nè anh chị. Đây đó, nhà vệ sinh cho khách hai cái hai bên nha anh chị ha, thông ra cái lối gara ô tô ngoài này. Và những cái gạch nước mưa thì được làm dọc nhà rồi, toàn bộ những cái này là ốp đá hết nha, ốp đá tự nhiên hết nha anh chị ha. Đó ốp đá tự nhiên hoàn toàn cho anh chị luôn. Rồi đó, quay lại với không gian bàn ăn. Bàn ăn ở đây thì bàn ăn 8 ghế nha anh chị, và không gian nhà mình tới 3 phòng ngủ luôn, đầy đủ nội thất và 3 phòng ngủ luôn. Đó ở giữa này thì mình có một cái bức vách trang trí cho mình bằng những cái viên đá khổ lớn đã ghép nha anh chị. Đó những cái viên đá khổ lớn rồi kết hợp với kính và gỗ, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là không gian phòng ngủ đây. Đó tất cả các không gian phòng ngủ đều có rất nhiều cửa sổ. Đây một cái cửa sổ để mình nhìn ra cái khoảng sân phía trước nè anh chị, dùng rèm hệ ve rèm cầu vòng cho mình rồi. Đây hệ rèm cầu vòng ha, đó bật sáng nha anh chị. Rồi bên đây thì mình có một cái hệ cửa lùa hả, một hệ cửa trượt nha anh chị ha, cho không gian phòng ngủ mình nó thoáng mát. Và một cái bộ bàn trang điểm ở đây đó, rất là rộng luôn. Giường thì được thiết kế theo phong cách riêng của căn nhà này đó, ở dưới này mình có vạt bầu một cái nha anh chị, và dùng cái hệ văn gỗ nhìn rất là đẹp luôn, văn gỗ veneer rất là đẹp anh chị ha. Rồi chỗ này thì mình cũng có những cái hệ tủ quần áo đây anh chị, đây đó đầy đủ không gian bên trong nha, trong đây cũng vậy luôn đó. Đây hệ tủ này, hệ tủ cánh kính, ở trong thì mình cũng có những cái hộc tủ bên trong nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo nè thì mình sẽ có thêm một cái không gian phòng vệ sinh. Đây nhà vệ sinh, bồn cầu, bồn tắm đầy đủ luôn, bồn tắm nằm nè ha, rồi quách tấm kính đứng, rồi nhà vệ sinh cái bồn cầu ở đây đó, bàn đá lavabo. Những cái cửa đây thì cửa nhôm nha anh chị, cửa nhôm nâu xin pha và kết hợp với màu gỗ, nhìn rất là sang luôn nha anh chị ha. Đó tiếp theo những cửa phòng cũng vậy luôn nha anh chị, cửa phòng dùng hệ cửa nhôm đó, kết hợp với gỗ nha anh chị, cùng màu với tất cả tông nội thất ở đây luôn đó. Ở đây thì mình sẽ có một cái không gian giặt và xếp quần áo ở đây. Đây ở đây là những cái không gian như quần áo để chung nè anh chị đó, rồi tặng cho mình một cái máy giặt ở đây luôn đó. Chỗ này thì mình có thể ủi quần áo ở đây đó, một cái chỗ để là quần áo. Không gian nhà vệ sinh chung đây anh chị, không gian nhà vệ sinh thì chỗ này sẽ làm một cái vách tấm kính, vách kính tắm nữa nha. Rồi bên đây thì bồn cầu lavabo đầy đủ cho mình đó, nhà vệ sinh chung. Còn bên đây thì mình sẽ có thêm một cái phòng ngủ riêng biệt nữa. Đây đó, phòng ngủ này cũng có nhà vệ sinh riêng luôn nha anh chị ha, đầy đủ tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng biệt cho mình, có cửa sổ bên đây nhìn ra có ngoài cái chỗ đổ xe nè anh chị. Đây ha, bên đây thì mình có hệ cửa trượt và trang trí rèm cho mình, rèm trang trí rèm sẵn vô cho mình rồi anh chị. Tủ quần áo đó, nhà vệ sinh của cái phòng này thì rất là rộng luôn. Riêng cái bàn đá này dài khoảng 2 mét rồi anh chị, riêng bàn đá dài khoảng 2 mét rồi ha, để trên đây luôn. Rồi bên đây thì bồn cầu nguyên khối nè, vòi hoa sen nóng lạnh đầy đủ cho mình đó, đầy đủ công năng luôn nha anh chị ha. Rồi vậy là hai phòng ngủ rồi đúng không, mình còn thêm một phòng ngủ nữa, tới 3 phòng, nhà mình tới 3 phòng ngủ luôn nha cô chú anh chị. Đây đây cái chỗ kế bàn ăn này cũng là một cái phòng ngủ đây anh chị đó. Đây riêng cái phòng này cực kỳ rộng luôn anh chị, nhìn thẳng ra cái không khung viên cái hồ cá phía sau đó, trang trí vách tivi, giường ngủ đầy đủ cho mình rồi anh chị, nhìn ra cái khung viên hồ cá phía sau luôn đó, rất là đẹp luôn. Dùng cũng dùng hệ cửa trượt luôn nha, trên nó thì cũng có đèn trần, máy lạnh tặng riêng cho mình luôn, và bàn trang điểm riêng. Cái kính này rất là bự anh chị, nội kính này cũng một mét mấy đường kính anh chị đó. Rồi tiếp theo thì có nhà vệ sinh ngay bên trong luôn đó, đầy đủ công năng. Và căn nhà mình thì
xây tầm khoảng 400 mét vuông anh chị, rất là rộng luôn nha anh chị ha. Với 1450 mét vuông đất và nhà tổng cộng, và với giá là 13 tỷ nha anh chị. Giá trên là giá full hoàn toàn cho căn nhà là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 4 nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, và tặng rất là nhiều món nội thất trong căn nhà mình luôn. Gần với quốc lộ 1A, với pháp lý sở hữu riêng hoàn toàn. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha, để được đi xem căn nhà này nha anh chị ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp. Nếu mà anh chị có những thắc mắc á, thì nhớ để lại phần trên phần comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.